là đơn vị tổ chức đại nhạc hội K-pop Festival Open Air 2, tối 23 24 tháng 12 sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Bom Entertainment đang hứng chịu chỉ trích dữ dội vì dư luận từ những vấn đề trong khâu đàm phán với nghệ sĩ. Hai đêm nhạc tại Đại nhạc hội Mỹ Đình đêm Giáng sinh có nguy cơ hủy bỏ hoàn toàn khi hàng loạt nghệ sĩ Hàn Quốc và Việt Nam thông báo rút khỏi sự kiện. Được thành lập từ năm 2022, hoạt động chủ yếu của Bom Entertainment là kết nối quảng bá văn hóa Hàn Quốc đến thị trường Việt Nam như concert, fan meeting. Tại Việt Nam, đơn vị này là công ty trách nhiệm hữu hạn Bom Hà Nội, người đại diện công ty là Choi Sejin. Trong năm 2023, công ty hoạt động Độc Đa Quốc gia này là một trong những đơn vị đứng ra tổ chức chương trình Lee Jong Suk 2023 Fan Meeting Tour Dear My Wit tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nhóm nhạc đầu tiên thông báo rút khỏi đại nhạc hội, đơn vị này vẫn khẳng định vẫn tổ chức đêm diễn như thông thường với dàn nghệ sĩ như đã thông báo. Giá vé cao nhất ban tổ chức công bố là 15 triệu đồng một vé, dự kiến đón hơn 20.000 khán giả trong mỗi đêm. Trang fanpage của Bom Entertainment hiện nhận được lượng tương tác phẫn nộ yêu cầu ban tổ chức hoàn tiền vé.